Tôi thường đặt câu hỏi, bạn đang nghĩ về điều gì, như một cách để bắt đầu bài giảng trong các khóa huấn luyện, các buổi họp nhóm và trò chuyện cá nhân. Các câu trả lời tôi nhận được thì muôn hình vạn trạng, nhưng điều thú vị nhất chính là phần lớn các câu trả lời không hề liên quan đến chủ đề buổi học ngày hôm đó. Trong một lớp học ca tối ở thành phố New York, một nữ học viên có mái tóc màu hung, cao ráo đã trả lời câu hỏi đó như sau. Tôi đang nghĩ đến cái đèn trong phòng ngủ ở nhà. Khi tôi hỏi chị sao, cô ta nói, cái đèn đó đang chiếm trọn tâm trí tôi, đến nỗi tôi không thể tập trung nghe bài giảng của thầy được. Tôi đi tàu điện ngầm đến đây, và khi nhìn thấy cánh cửa tàu điện khép lại, tôi sực nhớ ra là mình vẫn chưa tắt đèn ngủ trước khi đi. Ông xã tôi là người kỹ tính và tiết kiệm lắm. Nếu chạy đến nhà mà thấy cái đèn bật sáng choang khi tôi đang đi vắng như thế này, ông ấy sẽ nổi trận lôi đình mất. Còn một học viên nam mặc khum lê xanh chỉnh tề trả lời rằng, sếp tôi muốn tôi phải làm cho xong một bản báo cáo quan trọng trước 4 giờ chiều mai. Tôi đang không biết làm thế nào để có thể hoàn thành nó kịp thời hạn. Một phụ nữ chừng 50 tuổi có vẻ ngoài đẩy đà thì trả lời, hôm qua tôi đã mua một chiếc đầm chào hội màu xanh lá cây rất đẹp để mặc cho buổi tiệc quan trọng vào tối nay. Tôi hy vọng là nó sẽ không quá giật. Một phụ nữ khác chừng 30 tuổi chưa chồng thì không giấu nổi sự lúng túng. Cô trả lời một cách thành thật rằng cô đang nghĩ về cú điện thoại của một bà chị vào tối hôm trước. Dì ấy muốn làm mai ông hàng xóm của dì ấy cho tôi. Một quý ông tóc hoa râm có chất giọng trầm thì trả lời với trẻ lo lắng rằng, tôi sắp đi gặp một người bạn cũ. Anh ta nợ tôi 40 đô la đã hơn một năm nay mà vẫn chưa trả. Tôi không biết nên nhắc khéo anh ta như thế nào về món nợ để không đụng chạm và mất lòng nhau. Trong một buổi học khác, một anh chàng trẻ tuổi tóc hoe, dài ngang và đến từ miền Nam đã trả lời tôi, ngồi trong này ngột ngạt quá, tôi đang nghĩ lẽ ra mình nên rời khỏi đây để đi hẹn hò với cô nàng xinh đẹp mà tôi vừa gặp được hôm qua, như thế sẽ thú vị hơn nhiều. Nhiều năm trôi qua, tôi đã nghe hằng hà sa số câu trả lời như thế cho câu hỏi, bạn đang nghĩ về điều gì ngay lúc này từ các học viên của mình? Và bạn có ngạc nhiên không khi phần lớn những câu trả lời không liên quan gì đến bối cảnh lúc đó, hay chủ đề, hay bài giảng mà tôi sắp trình bày với họ? Không, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Về cơ bản, tất cả chúng ta, bất kể già, trẻ, gái, trai, đều không ngừng suy nghĩ miên man về tất tần tật những chuyện trên đời trong cuộc sống hàng ngày, từ những mối quan tâm, thái độ và nhu cầu cá nhân, cho đến những nỗi lo lắng, thú vui, hy vọng, nỗi sợ, những mong muốn và hồi ức khác nhau của mỗi người. Còn với những khoảng thời gian còn lại trong ngày, tâm trí chúng ta thường trong trạng thái trống rỗng hoặc mù mờ, nhằm mục đích làm chịu đi những cảm xúc của mình. Những điều trên cho thấy mọi người hoàn toàn có thể lắng nghe bạn, vấn đề là họ không thích mà thôi. Hẳn là bạn đã từng ít nhiều trải nghiệm những tình huống đại loại như một người nói với bạn rằng, tôi đã bảo anh phải làm như thế này mà, anh không nhớ sao? Và bạn trả lời, thực tình là tôi không nhớ, mình đang nghe anh nói như thế. Người kia nói thật, và bạn cũng chẳng nói dối. Vấn đề đơn giản là bạn đã không nghe người kia nói gì, vì lúc đó tâm trí bạn đang bận rộn với một mớ bồng bông lo toan, vì vậy bạn đã không nhớ gì cả. Bạn bắt đầu lo lắng ư? Không cần phải thế. Việc kiểm soát những phản ứng của bản thân sao cho người khác phải lắng nghe và thuận theo những ngôn từ và hành động của bạn trong mọi hoàn cảnh cũng là một nghệ thuật cần phải được học tập và rèn luyện, chứ không ai tự nhiên mà có. Vì sao ư? Vì khả năng làm cho người khác phải lắng nghe bạn có thể trở thành một tài nguyên quý giá, một thứ vũ khí lợi hại giúp bạn gặt hái thành công và làm được mọi điều mình muốn trong cuộc sống. Kỹ năng này giúp bạn cải thiện và nâng tầm phong thái, tính cách và quyền uy của bản thân trong các cuộc giao tiếp và thuyết phục. Mức độ thành công của bạn trong cuộc sống, trong các mối quan hệ cá nhân, trong công sở, cũng như trong sự nghiệp, thậm chí trong cả sức khỏe của bạn, phụ thuộc vào khả năng bạn vận dụng và phát huy nghệ thuật này như thế nào.
Kỹ năng làm cho người khác phải lắng nghe mình sẽ giúp bạn dễ dàng thành công trong mọi việc, hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân và hình thành một thái độ sống tích cực. Một khi thành thạo nghệ thuật này, bạn sẽ dễ được thăng tiến, biết cách gia tăng doanh thu cho công ty và thu nhập cho bản thân. Mọi người sẽ yêu quý bạn, còn bạn sẽ có một cuộc sống thoải mái và thú vị hơn. Làm thế nào để bạn làm chủ được kỹ năng kỳ diệu này? Bạn có thể làm được điều đó ngay bây giờ. Bạn nên bắt đầu từ đâu? Hãy nhớ, đầu óc của tất cả chúng ta luôn bận rộn với những mối bận tâm khác nhau. Chúng đang kìm hãm cuộc sống và thành công của chúng ta. Vì sao chúng ta vụng về trong giao tiếp? Trong giao tiếp hàng ngày của con người, cứ 100 từ được thốt ra thì hết 99 từ không được lắng nghe, dù khả năng nghe của mọi người đều bình thường và như nhau. Tương tự, cứ 100 từ được viết ra thì hết 99 từ không được đọc, dù khả năng đọc của mọi người đều bình thường và như nhau. Liệu đối phương có thực sự lắng nghe khi chúng ta đang nói hay không? Thông thường đối phương sẽ nhìn thẳng vào mắt để nghe chúng ta nói. Nhưng chúng ta chẳng thể biết được họ đang nghĩ gì trong đầu. Họ chỉ cần vô tình hoặc cố tình nghĩ đến, dù chỉ là một mối bận tâm nào khác ngoài những gì chúng ta đang nói, thì tình trạng nước đổ lá khoai là khó tránh khỏi. Khả năng công phá những mối bận tâm của bất kỳ ai để xâm nhập tâm trí họ là một quyền năng kỳ diệu mà chúng ta có thể và nên sở hữu để thành công trong cuộc sống. Một khi biết cách xâm nhập vào tâm trí của mọi người, bạn sẽ giao tiếp hiệu quả hơn, kinh doanh thành công hơn, yêu đời hơn, hạn chế được nguy cơ nghĩ quẩn của bản thân và người khác, đánh bại được kẻ cướp, làm cho người khác phải phá lên cười trước mọi câu chuyện hài hước mà bạn kể, khiến khán giả phải vỗ tay trước mọi màn trình diễn của bạn, tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu và ứng xử khéo léo với mọi phản ứng yêu ghét của dư luận. Cách duy nhất để bạn vận dụng hành động hoặc ngôn từ nhằm phá vỡ những mối bận tâm của bất kỳ ai trong bất kỳ tình huống nào là sử dụng phương pháp thôi miên cảm xúc. Vậy thôi miên cảm xúc là gì? Thôi miên cảm xúc là khả năng bạn thúc đẩy và xui khiến người khác phải lắng nghe mình. Giao tiếp bằng phương pháp thôi miên cảm xúc là chiếc chìa khóa quyền năng của bạn để thành công. Ngày hôm đó, tôi là một trong những hành khách đầu tiên của một chiếc xe buýt chạy vào giờ cao điểm. Bác tài xế Thơm nhận ra tôi. Lại thêm một đêm tôi thở dài ngao ngán vì không biết làm thế nào để yêu cầu hành khách đứng dạt ra hai bên rìa xe buýt và chừa lối đi ở giữa cho những người mới lên xe. Bác Thơm chán nản, tôi đã thuyết phục họ đến khản cả cổ suốt hơn 15 năm lái xe nhưng chẳng ai nghe. Nghe đến đấy, tôi rất đồng cảm với mối quan tâm của bác và đề nghị bác tài xế đăng ký học một khóa huấn luyện phương pháp thôi miên cảm xúc do tôi đứng lớp. Một tuần sau, chính tôi cũng phải ngạc nhiên trước sự tiến bộ của bác Thơm trong vận dụng phương pháp thôi miên cảm xúc mà tôi giảng dạy. Bác Thơm là học viên có thái độ học tập nghiêm túc nhất trong khóa học. Bác không chỉ áp dụng phương pháp thôi miên cảm xúc trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày và các mối quan hệ, mà bác còn sử dụng thành thạo kỹ thuật này trong những tình huống khó khăn hoặc nan giải. Hai tháng trôi qua, trong một buổi tối nọ, tôi lại có cơ hội ngồi xe buýt của bác Thơm. Muốn biết tôi làm thế nào để khiến bà con phải dạt ra hai bên rìa xe chứ? Bác cười khi nhìn thấy tôi. Hiển nhiên là tôi muốn biết. Với một nụ cười ấm áp, bác Thơm nói lời chào một cách thân thiện và niềm đỡ với mọi hành khách lên xe. Và trong khi hành khách mải mê lấp đầy khoang trước và lối đi giữa của xe buýt vì những mối bận tâm xa xăm trong đầu họ, bác tài xế quay đầu lại bằng một giọng nói trầm ấm. Bác yêu cầu các hành khách: hai bên rìa xe buýt còn rất nhiều chỗ trống, mọi người hãy ngồi ở đó cho thoải mái và rộng rãi nhé. Các hành khách đều nghe thấy và di chuyển ngay lập tức. Là con người, chúng ta đều giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ và hành động. Khi được lồng ghép trong ngôn từ hoặc hành động của chúng ta, phương pháp thôi miên cảm xúc có thể làm nên điều kỳ diệu. Nó có thể giúp cuộc hôn nhân hạnh phúc, hàn gắn một mối quan hệ đổ vỡ, khởi đầu một chiến dịch bán hàng hiệu quả, bắt đầu một cuộc tranh luận bổ ích, hoặc giúp một bác tài giải quyết thành công một vấn đề nan giải.
bạn đang sở hữu kho báu mà chính bạn cũng không ngờ tới. Betty sở hữu một đôi mắt lung linh, gương mặt xinh đẹp, thân hình hấp dẫn như hoa hậu và một ông bố giàu đức đố đổ chách. Cô cùng bốn người bạn gái khác của mình đang thì nhau xem ai sẽ cưa đổ một anh chàng đỏ tên Jim. Cả Betty lẫn bốn cô bạn đều tham gia cuộc thi với một thái độ nghiêm túc và nỗ lực thực sự. Ấy vậy mà cuối cùng, Jim chọn kết hôn với Ophelia, cô nàng học kém nhất, ngực phẳng nhất, đi chạy thấp nhất và gia cảnh khiêm tốn nhất. Cả Betty và mấy cô nàng kia đều khóc thét vì sững sờ. Cô ta có gì hơn chúng tôi? Các cô gái không nhận ra rằng một gương mặt đẹp hay một thân hình bốc lửa đúng là có thể thu hút cánh mày sâu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh ta có sống đôi cùng bạn hay không lại phụ thuộc vào khả năng bạn thôi miên cảm xúc trong những cuộc nói chuyện và hành động sau đó. Để có thể nên vợ nên chồng, đàn ông và phụ nữ phải giao tiếp được với nhau. Những gì nàng nói với chàng và những gì chàng tỉ tê với nàng kết hợp với những hành động và phản hồi về cảm xúc phù hợp mới chính là điều kiện tiên quyết dẫn đến quyết định kết hôn giữa hai người. Ophelia có thể không xinh đẹp, không thông minh và không có gia cảnh hùng hậu, vì những điều đó không phải là tất cả. Bí quyết chiến thắng giúp cô có được người đàn ông của đời mình chính là phương pháp thôi miên cảm xúc. Cô ấy có thể xâm nhập vào tâm trí vốn luôn bộn bề lo toan của Jim. Cô ấy không chỉ nói cho Jim biết những điều mình muốn nói, mà còn chia sẻ với anh những điều anh muốn nghe. Chúng ta luôn có nhu cầu nghe và được lắng nghe. Ophelia đã thành công khi hài hòa được cả hai điều này. Vì vậy cô ấy khiến Jim muốn lắng nghe mình nhiều hơn. Dần dần, sự trao đổi thông tin giữa hai người trở nên gắn bó, thân thiết và tin tưởng nhau. Cô ấy đã khiến anh thực sự muốn quan tâm, chăm sóc cho chính cô ấy. Jim thậm chí còn chạy như bay về nhà và tự hào hô vang rằng: "Mẹ ơi, Ophelia thật sự khác biệt so với những cô gái khác." Betty, Ophelia và ba cô gái kia cùng tham gia một cuộc thi để có được đức làm quần dự ý. Nhưng hãy nhớ, mọi cuộc cạnh tranh trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong hôn nhân, đều có chung mục đích đến duy nhất. Bạn phải xâm nhập thành công vào tâm trí con người. Sự nghiệp, kinh doanh, dịch vụ và các vấn đề của con người cũng tương tự. Để trở thành người chiến thắng, bạn cần phải trang bị cho mình một kỹ năng kỳ diệu, chính là phương pháp thôi miên cảm xúc, để công phá rào cản là những mối bận tâm trong tâm trí mọi người, từ đó gây dựng cho bạn lợi thế cạnh tranh. Đó là bí kíp để bạn tạo được ấn tượng và gây thiện cảm đối với người khác, mà việc Ophelia đã thành công có được trái tim của Jim là một ví dụ. Thi thoảng trong cuộc sống, bạn có thể bắt gặp những đối tượng khó chinh phục, những người có đầu óc bận rộn đến nỗi việc phá tan những mối lo toan của họ gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng với phương pháp thôi miên cảm xúc, không có gì là không thể. Một phụ nữ khoảng 45 tuổi, diện quần áo trông rất thời thượng, đang trèo lên lan can cầu với ý định tự tử. Chỉ trong chốc lát, cảnh sát và hàng trăm người hiếu kỳ bao vây khu vực quanh cầu. Suốt 20 phút căng thẳng, viên cảnh sát và những người dân xung quanh liên tục gào thét: "Đừng nháy!" Nhưng người phụ nữ chẳng đứng trên thành cầu khóc lóc rằng mình bị chồng bỏ và con cái không còn nghe lời cô nữa. Cô không còn gì thiết tha với cuộc đời này nữa. Cô ấy cởi áo khoác và chuẩn bị nhảy. Khi đó viên cảnh sát bỗng yêu cầu đám đông im lặng. Ông lấy tay bịt miệng và bít mũi mình, nói với người phụ nữ: "Bà muốn nhảy thì cứ việc, nhưng tôi nói trước là nước sông hôi thối lắm đó." Ngay sau câu nói ấy của viên cảnh sát, người phụ nữ bất ngờ bước xuống và chạy đến chỗ viên cảnh sát. Cụm từ nước sông hôi thối đã phát huy tác dụng. Những từ ngữ đơn giản đó sao lại có thể đánh bại hàng trăm lời khẩn cầu, gào thét của cảnh sát và đám đông khi thuyết phục người phụ nữ đó không tự tử? Câu trả lời: vì chúng có khả năng thôi miên cảm xúc với bà ta. Chúng khiến bà ấy phải lắng nghe. Khi bà ấy lắng nghe, nghĩa là chúng đã vượt qua được những mối bận tâm khác trong tâm trí của người phụ nữ ấy và khiến bà ta đổi ý. Vậy thì cụm từ nước sông hôi thối có tác dụng với một người đàn ông hay một người phụ nữ khác trong một tình huống tương tự hay không? Có hoặc không,
câu trả lời tùy thuộc vào phương trình cảm xúc của người trong cuộc. Mỗi người trong chúng ta sở hữu phương trình cảm xúc với độ mãnh liệt khác nhau. Tuy nhiên, khi phân nhóm các phương trình cảm xúc này, chúng ta sẽ có được những phản ứng gần như công thức với những sự thôi miên cảm xúc nhất định. Thôi miên cảm xúc có quyền năng cực lớn trong thu hút sự chú ý và khiến người trong cuộc thay đổi quyết định. Nên nó có thể áp dụng trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống, sản phẩm hay dịch vụ nào. Khi đó phản ứng được chúng ta tạo ra gần như hiệu quả ngay lập tức. Thậm chí, sự ngay lập tức này còn mang tính sống còn. Vào một đêm mùa đông, đó là lần đầu tiên mà cặp vợ chồng trẻ gây gổ đến mức trầm trọng. Anh chồng không chịu phụ vợ rửa bát, trong khi cô vợ liên tục thúc ép anh ta phải làm. Sau vài lời qua tiếng lại, họ bắt đầu la hét, mắng chửi và đe dọa nhau, thậm chí đập bàn đập ghế loạn xạ. Tiếng ồn không chỉ bất ngờ đánh thức đứa con 8 tháng tuổi của hai người đang say giấc ở phòng bên, mà còn đánh động cả hàng xóm trong chung cư, khiến một người trong số họ đã gọi điện báo cảnh sát. Cô vợ ra mở cửa và cho cảnh sát vào nhà. Mấy người hàng xóm cũng hiếu kỳ kéo đến xem. Thấy cảnh sát và đám đông ập đến, người chồng bắt đầu hoảng sợ. Anh ta phóng vào phòng ngủ của con và xốc đứa bé lên bằng một tay. Trước mặt đám đông, anh ta lùi từng bước về phía sau và dùng tay còn lại để mở chốt cửa sổ. Khi cánh cửa sổ được kéo lên và gió lùa vào, anh ta cảnh báo đám đông: "Nếu các người còn tiến thêm một bước nào nữa, tôi sẽ ném đứa bé này ra cửa sổ." Cảnh sát và đám đông biết rằng anh ta sẽ làm thật, họ dừng bước. Người vợ lo sợ tột độ, cô chăm chăm nhìn vào đứa con bé bỏng nhưng không dám làm gì dại dột. Đúng lúc ấy, một bé trai chừng 12 tuổi bất ngờ bước vào và nói rằng: "Chú ném con mình qua cửa sổ là độc ác lắm rồi. Chú còn định để mặc em bé bị cảm lạnh nữa à?" Anh chồng bỗng rơm rớm nước mắt nhìn xuống con. Sau đó anh ta đóng cửa sổ, giao con cho cô vợ và cúi đầu nhận lỗi. Trong trường hợp này, hình ảnh đứa con bé bỗng bị cảm lạnh đã gây ra một phản ứng xúc cảm nơi người cha, khiến anh ta dừng ngay hành động đang làm. Nhờ vậy mà một vụ xung đột nan giải đã được giải quyết êm thấm. Chuyện xảy ra có phải do hai vợ chồng có vấn đề về tâm lý hoặc tâm thần không? Không hề, họ chỉ đang bực dọc, bị điều khiển bởi những cảm xúc tiêu cực. Nguyên nhân của mâu thuẫn là do họ đã phản ứng một cách quá cảm tính và bản năng đối với những kích thích đến từ lời nói và hành động của đối phương. Mâu thuẫn tương tự hoàn toàn có thể xảy ra với bạn hay với tôi nếu chúng ta không làm chủ được cảm xúc và để cho sự bực dọc lấn lướt. Hãy nhớ, mỗi ngày hay mỗi giờ trôi qua, tất cả chúng ta đều đã và đang thực hiện vô số những phản ứng xúc cảm khác nhau để đáp lại những lời nói và hành động của người khác. Nhiều người trong chúng ta đơn giản là không kiểm soát được giới hạn của những cuộc cãi vã, xung đột với những người khiêu khích mình, khiến cho mâu thuẫn chẳng những không được hòa giải mà còn trở nên trầm trọng. Khoảng 97% chúng ta có được một cuộc sống tương đối bình lặng do không phải rơi vào những tình huống căng thẳng gây kích thích cảm xúc. Một người bình thường vốn quen nhịp sống êm đềm, nếu rơi vào những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chẳng hạn như bị dồn đến đường cùng, đến mức tự tử, tốn quá làm liều hoặc lâm vào các tệ nạn xã hội, người đó sẽ rất dễ tổn thương và trượt dài theo những cái bẫy đó. Khi những hoàn cảnh, số phận hoặc thời điểm trùng hợp ngẫu nhiên hội tụ với nhau và kích thích cảm xúc của một người đến mức báo động, nạn nhân buộc lòng sẽ có những phản ứng nhất định mang tính cảm xúc và bản năng để đối phó hoặc tự vệ. Bạn nhớ lại xem bao nhiêu lần trong ngày chúng ta gặp gỡ nhau, dù vô tình hay cố ý, ở trường hay trên xe buýt, giờ làm việc hay giờ giải lao mà không có một tí phản ứng hay ấn tượng gì hết. Và trong một khoảnh khắc bất chợt sẽ có một tình huống xảy ra ngoài dự kiến và khơi dậy ấn tượng trong bạn. Một nụ cười của ai đó, sự nhất trí hoặc phê bình của đồng nghiệp, hoặc một cái nhíu mày của cấp trên, ngay cả những phản ứng xúc cảm nhỏ nhoi thế thôi, cũng đủ sức khiến bạn yêu thương, thân thiện hay ác cảm với một người nào đó. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho Mario một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Và
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.